Chào mừng các bạn đến với buổi 2 chuỗi bài tập yoga dành cho người bận rộn. Khi thực hiện các động tác yoga, bạn nhớ tập trung vào hít thở sâu và cảm nhận của bản thân. Dù bạn bận đến đâu thì hãy cố gắng dành thời gian mỗi ngày để chăm sóc bản thân thông qua yoga nhé. Ngồi hai mông ở trên thảm, vươn hai tay qua đầu, đan tay, ngửa lòng bàn tay, hít vào, kéo căng vai, vươn giãn toàn bộ các đốt sống. Thở ra, hai tay đặt gối, cuộn lưng ra sau, cằm thu về hõm cổ, mắt nhìn rốn. Tiếp tục vươn tay lên cao, hít vào, mở căng lồng ngực, kéo vai ra sau. Thở ra thật chậm, hóp bụng cuộn lưng. Tiếp tục hai lần nữa, hít vào. Thở ra. Một lần cuối, vươn tay lên cao qua đầu. Hít vào, mở căng lồng ngực. Giữ và hít thở đều, chúng ta vươn nhẹ cằm lên một chút, kéo dài các đốt sống cổ. 4, 3, đẩy ngực về trước. 2, và 1, rồi từ từ hạ hai tay xuống, thở ra, hóp sâu bụng lại, cuộn lưng ra sau, cố gắng thẳng tay của mình. 4, 3, hít thở đều, 2, và 1, hai tay ra ngang, hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn cằm lên, rồi thở ra, hóp bụng, cuộn lưng ra sau, tiếp tục. Mở rộng hai tay sang ngang, hít vào, vươn cằm đổ ngực về trước ạ. Thở hết ra, hóp bụng cuộn lưng, siết nhẹ cơ bụng. Hai lần nữa, hít vào. Chậm chậm thở ra. Một lần cuối, hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn căng ngực lên. Vươn cằm của mình, giữ và hít thở đều, cố gắng tay ngang vai. 4, đổ ngực về trước nữa. 3, siết nhẹ cơ bụng. 2, và 1, rồi đan tay, thở hết ra, cuộn lưng ra sau. Giữ và hít thở đều, tay nâng lên ngang vai. 4, 3, rút hết rốn vào bên trong. 2, và 1, hít vào, hai tay ra ngang, nâng lồng ngực. Thở ra hai tay đặt gối, hít vào mở rộng lồng ngực. Thở ra hạ vai bên phải của mình xuống, mặt quay sang bên trái. Tiếp tục hít về giữa nâng lồng ngực lên. Thở ra hạ sâu vai trái xuống, quay mặt sang bên phải. Tiếp tục hít vào. Thở ra nhấn vai phải của mình xuống. Hít vào, chậm chậm thở ra. Một lần cuối, hít vào, nâng lồng ngực lên. Thở ra, hạ vai phải của mình xuống, trùng nhẹ khử tay trái khép vào thân người, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng nâng người lên, hít sâu. Thở ra từ từ hạ vai trái xuống, mặt quay sang bên phải, siết nhẹ cơ bụng, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, và 1, hai tay ra ngang, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Nghiêng người sang bên trái, hạ khử tay xuống, tay phải áp mang tai, đau cổ vai gáy mắt nhìn thẳng ạ, không đau cổ vai gáy mắt nhìn lên. Hít vào về giữa. Nghiêng người sang phải, thở ra, thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái, cố gắng nhấn mông trái xuống. Hít vào. Thở ra thật chậm.
Tiếp tục hít vào, nâng cao người lên. Nghiêng người sang bên phải, thở ra hết. Một lần cuối, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra thật chậm, hạ khử tay. Tay trái dần hấn xuống, thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên phải. Giữ và hít thở đều. 4. Thả lỏng toàn bộ vùng lườn phải nào. 3. Cố gắng nhấn mông phải xuống. 2. Và 1. Về giữa, hít vào, mở rộng lồng ngực. Nghiêng người sang bên phải, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Ngực đầy căng. 4. Mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng vùng lườn bên trái một chút nữa. 3. 2. 1. Về giữa, nâng người lên, hít sâu. Tay phải nắm gối trái, tay trái phía sau mông phải, vặn người thở hết ra, mắt nhìn ra sau. Cố gắng đẩy lồng ngực của mình lên. Hít vào, về giữa. Vặn người sang bên phải, thở ra. Đẩy căng lồng ngực, cằm xoay ra sau. Tiếp tục, hít vào, nâng người trở về. Vặn người sang bên trái, thở ra. Hít vào, hai tay sang ngang. Vặn người sang bên phải, tiếp tục thở hết ra, hóp sâu bụng lại nào. Một lần cuối, hít vào. Vặn người sang bên trái, thở ra. Vòng tay trái sau lưng, nắm lấy đùi phải. Nếu ai chưa nắm được đùi, chúng ta hơi ngả người về phía trước một chút và nắm lấy đùi. Sau đó từ từ nâng người lên, giữ ở đây và hít thở đều. 5. Mỗi nhịp hít vào ta mở rộng lồng ngực này. Thở ra ta vặn vai trái ra ta sau thêm một chút nữa. 3. 2. Và 1. Hít vào. Trở về, mở rộng lồng ngực lên. Vặn người sang bên phải, thở hết ra. Vòng tay phải sau lưng, nắm đùi trái. Nâng cao lồng ngực, mắt nhìn ra sau, theo vai phải. Giữ và hít thở đều. 5. 4. Cố gắng thả lỏng vùng lườn. 3. Đẩy thẳng cột sống lưng lên. 2. Và 1. Về giữa, hít vào, kéo căng hai vai. Hai tay chống phía sau, thở ra. Ngón tay cái ta hướng về phía mông, 4 ngón tay bên ngoài. Xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hít vào, mông lên, đẩy ngực về phía trước. Không ngửa cổ, ta kéo cằm trở lại để bảo vệ các đốt sống cổ. Thở ra thật chậm, hạ mông. Vươn tay lên cao, hít vào, kéo căng vùng cột sống lên. Gập người về đầu gối phải, thở ra, hạ khử tay xuống, duỗi cột sống lưng của mình thẳng và nhấn mông bên trái xuống. Tiếp tục, vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra. Xoay vai, mở căng lồng ngực. Hít vào, đẩy mông lên cao, ngực lên. Siết cơ bụng, siết cơ mông. Từ từ hạ mông thật chậm. Vươn tay qua đầu, hít vào. Xoay người sang đầu gối trái, gập người xuống đầu gối, thở ra. Thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên phải của mình. Một lần cuối, hít vào, vươn hai tay lên cao. Hai tay chống phía sau, thở ra, tay gần mông một chút. Xoay vai, mở căng ngực, hít vào, mông lên cao, ngực lên, uốn cong lưng. Giữ, hít thở đều, ta kéo cằm lại một chút ạ. 4, 3, mở rộng lồng ngực đầy về trước nữa. 2, và 1, rồi từ từ hạ mông thật chậm. Vươn hai tay lên cao, hít vào, kéo căng vùng cột sống lên. Gập người về phía trước, thở ra, trán xuống. Thả lỏng toàn bộ vùng lưng, giữ và hít thở đều. 4, 3, quáng, hạ ngực xuống một chút. 2, và 1, vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay đặt vai, thở ra, chúng ta khởi động phần vai một chút. Khử tay chạm nhau, đồng thời cúi đầu xuống, cằm chạm ngực. Hít vào, mở rộng khử tay lên trên.
Thở ra, mở lồng ngực ra sau, mở rộng vai hết mức có thể, hít thở chậm, hít vào lần nữa. Vươn cằm của mình lên, mở khử tay ra sau, thở ra. Hai, tiếp tục hít vào, thở ra. Ba, hít vào lên, thở ra sau. Bốn, một lần cuối, hít vào, mở vai ra sau, thở ra. Rồi chúng ta xoay ngược lại, khử tay khép sát, đầu cúi xuống. Hít vào, mở rộng vai ra sau, vươn cằm của mình lên. Thở ra, hóp sâu bụng lại, khép sát hai khử tay. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít vào, mở căng lồng ngực, vươn cằm lên. Thở ra, hóp sâu bụng, cuộn vai lại. Bốn, hít vào. Thở ra. Lần cuối, hít vào, mở rộng lồng ngực. Thở ra, hóp sâu. Rồi, đã thả lỏng hai vai. Mời mọi người duỗi thẳng hai chân, lách hai cái mông của mình ra để mông của mình trên thảm, dựng hai mũi chân hướng về phía thân người, vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Tay phải nắm má ngoài chân trái, vặn người sang trái, thở ra, tay trái phía sau. Tiếp tục hít vào, nâng cao vùng cột sống, dựng mũi chân lên. Vặn người sang phải, thở ra, mở căng lồng ngực, mắt nhìn theo tay. Về giữa, hít vào, đổi bên, thở ra. Tiếp tục hít về giữa, nâng cao vùng cột sống. Vặn người sang phải, thở ra hết. Hai vai thẳng hàng. Một lần cuối, hít vào, thở ra, vặn người sang bên trái, đẩy căng lồng ngực, mở vai ra sau. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. Mũi chân phải chúng ta cũng dựng lên luôn. 5, gắng là đẩy thẳng cột sống lưng. 4, 3, thả lỏng vùng lườn, vặn thêm một chút nữa. 2, và 1, giữ nguyên tư thế, từ từ vòng tay trái ra sau, nắm lấy đùi phải, nâng cao lồng ngực lên, từ từ hít vào, nâng chân trái lên, giữ ở đây và hít thở đều. Chúng ta nhìn, mắt nhìn theo vai trái ạ. 4, 3, gắng đẩy thẳng chân trái một chút nữa. 2, và 1, từ từ hạ chân xuống, vươn tay lên cao qua đầu, hít vào, dựng hai mũi chân, vặn người sang bên phải, thở ra, đẩy căng lồng ngực, giữ và hít thở đều. 5, cố gắng lưng thẳng nào. 4, mở vai ra sau một chút nữa. 3, hít thở đều. 2, và 1, giữ nguyên tư thế, vòng tay phải sau lưng, nắm lấy đùi trái, hít vào, siết bụng, nâng chân phải lên, thở ra, cố gắng đẩy thẳng lưng, giữ và hít thở đều tiếp nào. 4, 3, siết chặt cơ bụng. 2, cố gắng đẩy thẳng chân phải. Và 1, rồi từ từ hạ chân của mình xuống, vươn tay qua đầu, hít vào, gập người về phía chân trái, hai tay nắm bàn chân, thở ra, duỗi dài các đốt sống lưng. Chúng ta cố gắng là không cong lưng như thế này, duỗi lưng của mình ra sao cho các đốt sống được thẳng và ép rốn của mình sát đùi là được. Tiếp tục vươn hai tay qua đầu, hít vào, gập người về phía chân phải, duỗi dài cột sống, thở ra. Hít vào một lần nữa, nâng cao lồng ngực lên, gập chân trái, thở ra. Mắt nhìn chân nào, cố gắng duỗi dài cột sống. Hít vào, vươn tay qua đầu, nâng cao lồng ngực, dựng mũi chân, gập người về phía chân phải, thở ra. Một lần cuối, hít vào, gập người chân trái, thở ra. Giữ và hít thở đều. Ta đưa hơi thở vào cột sống của mình. Hít vào, duỗi lưng này, thở ra lại hạ rốn xuống.
ta hít thở như vậy trong vòng 4 nhịp thở. 3. Tiếp tục duỗi dài cột sống xuống tiếp. 2. Thở đều xuống nữa nào. Và 1. Rất tốt. Vươn hai tay lên cao, hít vào, nâng bùng cột sống của mình lên. Gập người về phía chân phải, thở ra. Cố gắng là bụng, ngực, cằm của mình ép sát xuống đùi. Hết mức có thể, giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng hít đẩy ngực nào. Thở ra lại hạ dồn xuống. 4. 3. Thả lỏng kheo chân. 2. Và 1. Rồi vươn hai tay qua đầu, hít vào. Thở ra hai tay chống phía sau. Khép sát hai bàn chân. Hướng mũi tay về phía thân người và cổ tay thẳng hàng với vai. Xoay vai, mở ngực, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao, hướng mũi chân xuống thảm. Không ngửa đầu ra phía sau mà kéo cằm lại một chút ạ. Thở ra từ từ hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng vùng cột sống lên. Vặn người ra sau sang phải, thở ra. Hai vai, hai tay của chúng ta thẳng hàng với vai. Thở và từ từ chán xuống. Tiếp tục hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Hai tay chống phía sau mông, thở ra. Xòe 5 ngón tay. Xoay vai, mở căng lồng ngực. Hít vào, đẩy mông lên cao, ngực lên cao. Hướng mũi chân xuống thảm. Thở ra từ từ, hạ mông xuống. Dựng mũi chân. Vươn tay lên cao qua đầu, hít vào. Vặn người ra sau sang trái, thở hết ra. Cố gắng là cổ tay thẳng hàng với vai. Nhấn mông phải xuống và từ từ chúng ta chán xuống. Một lần nữa nào, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Hai tay tiếp tục chống phía sau, thở ra. Xoay vai, mở ngực. Hít vào, mông lên cao, ngực lên cao. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Siết chặt cơ bụng. 4. Nâng mông lên một chút nữa cho mũi chân của mình chạm hết xuống. 3. Đẩy ngực lên nhiều nào. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ mông xuống. Lách hai mông sang hai bên. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Nhẹ nhàng vặn người sang bên phải, thở ra. Dịch cổ tay thẳng hàng với vai. Hai tay chúng ta hai bên mông. Giữ và hít thở đều. 5. Hít chúng ta đẩy ngực lên duỗi lưng và thở ra chán xuống. 4. 3. Tiếp tục hít thở đều như vậy. 2. Và 1. Nâng cao lồng ngực lên, hít vào. Dựng hai mũi chân. Vặn người sang bên trái, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5. Mỗi lần thở lại dán xuống nào. 4. Nhấn mông bên phải của mình xuống. 3. 2. Và 1. Hít vào, về giữa, hai tay vươn qua đầu. Hạ hai tay xuống thảm, thở ra. Rồi chúng ta thả lỏng hai chân. Nâng đầu gối lên xuống. Ta di chuyển mông của mình sang bên phía bên phải của thảm và từ từ chống chân bên trái của mình lên. Chân phải vẫn duỗi thẳng phía trước thảm, dựng mũi chân của mình lên. Vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Tay phải nắm cổ chân trái, thở ra nghiêng người về phía chân phải. Tiếp tục, vươn hai tay qua đầu, hít vào. Tay trái chống phía sau mông trái, thở ra. Vòng tay phải trước mặt, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao, uốn cong lưng. Thở ra từ từ hạ mông xuống. Vươn hai tay lên, hít vào. Vòng khửu tay phải qua đầu gối trái, tay chắp ngực, thở hết ra, mắt nhìn phía sau theo vai trái. Tiếp tục hít vào, về giữa, vươn hai tay lên cao. Gập người về phía giữa hai chân, duỗi dài các đốt sống, thở ra.
Lần hai hít vào. Về giữa, dựng mũi chân phải nào. Tay phải nắm cổ chân trái, nghiêng người về phía chân phải, thở hết ra. Giữ và hít thở đều. 5. Mỗi lần thở ta lại hạ vai xuống. 4. Cố gắng thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái của mình. 3. Hít thở đều đi ạ, xuống nữa. 2. Nâng lồng ngực lên. Và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Tay trái chống phía sau mông trái, thở ra. Xòe 5 ngón tay ạ. Hạ mũi chân phải, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao, uốn cong lưng. Giữ và hít thở đều. 4. Ngực lên nữa. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ mông. Vươn hai tay lên cao, hít vào, kéo căng vùng cột sống lên. Vặn người sang bên trái, vòng khử tay phải qua gối trái. Hai tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn theo vai trái phía sau. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 4. Cố gắng đẩy thẳng lưng lên. 3. 2. Và 1. Rồi về giữa, hít vào. Gập người về phía trước, thở ra trán xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Ta cố gắng đi tay nhiều này. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hạ hai tay xuống, thở ra. Lúc này ta vòng chân trái qua đầu gối phải. Vươn đặt tay trái lên đùi. Vươn cao tay phải lên, hít vào, kéo căng vùng lườn phải. Thở ra, vặn người sang bên trái, tay chắp giữa ngực và mắt nhìn phía sau, đồng thời đẩy thẳng mũi chân phải dựng lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. 3. Cố gắng đẩy cột sống thẳng lên nữa nào. Hạ vai trái xuống và nâng vai phải lên. 2. Và 1. Vươn hai tay, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Duỗi thẳng hai chân, thả lỏng chân. Tiếp theo chúng ta đổi bên. Đi mông của mình sang bên phía bên trái. Chống chân phải của mình lên ạ. Dựng mũi chân trái lên trời. Vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao vùng cột sống lên. Tay trái nắm cổ chân phải, nghiêng người về phía chân trái, thở ra. Tay phải thẳng nào. Về giữa, hít vào, vươn tay qua đầu. Tay phải chống phía sau mông phải, thở ra. Mông lên cao, hạ mũi chân phải xuống, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực. Thở ra, từ từ hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vòng khửu tay trái qua đầu gối phải, vặn người thở hết ra, mắt nhìn phía sau theo vai. Tiếp tục hít vào, nâng cao vùng ngực của mình lên. Gập người về giữa hai chân 45 độ, thở ra, duỗi dài các đốt sống. Một lần nữa chúng ta làm và giữ, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Tay trái nắm cổ chân phải, thở ra nghiêng người về phía chân trái. Giữ ở đây. 5. Cố gắng đẩy căng lồng ngực nào. 4. Thở đều và thả lỏng lồng vùng lườn bên phải. 3. 2. 1. Rồi, hít vào, vươn hai tay lên cao, mở căng lồng ngực. Hạ tay phải phía sau mông phải, thở ra, xòe 5 ngón tay. Hạ mũi chân trái xuống, đẩy mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng ngực. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Mông lên cao nào. 3. Ngực lên nữa. 2. Và 1. Từ từ hạ mông của mình xuống. Vươn tay lên qua đầu, hít sâu. Vặn người sang bên phải, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng. 4. 3. 2. Và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía 45 độ bên phải, thở ra. Trán xuống. Giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng duỗi lưng của mình dài ra nào. 4. Thả lỏng kheo chân phía dưới.
3. Thả lỏng đùi phải phía dưới luôn. 2. Và 1. Vươn tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Ta vòng chân phải qua đầu gối trái. Đặt tay phải trên đùi trái, vươn tay phải trên đùi phải, xin lỗi, vươn cao tay trái, hít vào. Vặn người sang phải, thở ra, tay chắp giữa ngực, dựng mũi chân trái lên. Hai vai thẳng hàng và mắt nhìn phía sau. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi vươn tay lên, hít cặp, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Duỗi thẳng hai chân, thả lỏng chân. Ta gập hai chân về sau, chuyển lên tư thế con bò mèo. Từ tư thế em bé này, chúng ta hạ khuỷu tay của mình xuống. Và đi thêm một bàn tay nữa. Chúng ta nâng người lên tư thế con bò mèo. Hai đầu gối mở rộng bằng hông. Đầu gối thẳng hàng với mông. Hai tay mở rộng bằng vai. Cổ tay thẳng hàng vai. Xoay phần khuỷu tay ra ngoài. Đó, và ngón tay giữa của mình song song với mép thảm. Siết nhẹ cơ bụng của mình lại. Hít vào, võng lưng xuống, vẩy mông lên. Mở căng lồng ngực, vươn cằm về phía trước, không ngửa cổ lên như này ạ. Thở ra, hóp bụng, cuộn xương cụt. Cằm thu về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục võng lưng, hít vào. Mở căng ngực lên. Thở ra, hóp sâu, cuộn lưng lên. Hai lần nữa, hít vào. Chậm chậm thở ra, siết nhẹ cơ bụng lại, cuộn hết xương cụt xuống. Lần cuối võng lưng, hít vào. Mở căng ngực, vươn cằm lên, ta mở vai ra sau. Hít thở đều ở đây. 5, 4, tập trung siết bụng nào. 3, gắng mở căng lồng ngực về trước. 2, 1, rồi thở hết ra, cuộn lưng lên, cằm thu về hõm cổ, giữ và hít thở đều, ta rút vai lên cao. 4, 3, 2, 1, hít vào, đá chân phải lên cao, mắt nhìn về phía trước, thở ra, tay trái của mình xuôi theo thân, giữ ở đây và hít thở đều, nâng vai phải lên, siết cơ bụng của mình lại. 4, úp hai mông cân bằng nào. 3, 2, thăng bằng. Và 1, từ từ gập chân phải. Tay trái lúc này nắm vào cổ chân phải. Hít vào, ta đá chân phải lên cao, mắt nhìn về phía trước. Giữ hít thở đều. 5, siết chân lên cao nào. 4, mở căng lồng ngực nữa ra. 3, 2, và 1, rồi thở hết ra, hạ tay xuống. Co gối, chán chạm gối, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Từ từ bước chân phải sang bên phải. Sao cho mông vẫn thẳng hàng với đầu gối trái và gót chân phải thẳng hàng với đầu gối phải. Gót chân phải cũng thẳng hàng với đầu gối trái luôn ạ. Hai tay ra ngang, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Tay trái nắm gót chân trái, uốn cong lưng, thở ra, mở căng lồng ngực, mắt nhìn lên. Về giữa hít vào, hai tay ra ngang. Vặn người sang bên phải, vòng khuỷu tay trái qua đầu gối phải, hai tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn lên qua vai phải nào. Tiếp tục lần thứ hai, hít vào. Uốn cong lưng, thở ra, đẩy căng lồng ngực lên. Tiếp tục hít về giữa, hai tay ra ngang. Vặn người sang phải, vòng khuỷu tay trái qua gối phải, tay đẩy giữa ngực. Một lần cuối, hít vào. Tay trái nắm gót chân trái, uốn cong lưng, thở ra. Giữ và hít thở đều, ta kéo ra cằm lại một chút. 4, nâng cao lồng ngực lên. 3, 2 và 1. Rồi,
nâng người lên về giữa, hít vào, hóp bụng, lưng thẳng. Vặn người sang phải, vòng khửu tay trái qua đầu gối, hai tay đẩy giữ ngực, mắt nhìn lên qua vai. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi, hạ bàn tay của mình xuống. Hạ chân phải xuống tư thế con bò mèo. Bây giờ chúng ta đổi bên. Hít vào, nâng chân trái lên. Thở ra, tay phải xuôi theo thân. Nếu chưa thăng bằng được, chúng ta chống mũi chân phải lên ạ. Và rút cao vai trái, siết cơ bụng, mắt nhìn đầu thảm. 4, 3, cố gắng giữ thăng bằng nào. 2, 1, gập chân trái phía trên, tay phải nắm lấy cổ chân. Hít vào, đá chân lên cao. Thở ra, siết chặt cơ bụng, giữ ở đây. 4, 3, đá chân lên nữa nào. 2, cố gắng thăng bằng. Và 1, rồi, hạ bàn tay phải xuống. Thở hết ra, chán chạm đầu gối, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Bước chân trái sang bên trái. Chúng ta có thể xuôi mũi chân hoặc chống mũi chân tùy theo khả năng lưng của mình. Hai tay dang ngang, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Tay phải nắm gót chân phải, uốn cong lưng, thở ra. Về giữa, hít vào. Vặn người sang bên trái, vòng khử tay phải qua gối trái, tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn lên qua vai. Lần thứ hai, hít vào, về giữa, kéo căng hai vai sang hai bên. Tay phải nắm gót chân, uốn cong lưng, thở ra. Tiếp tục, hít vào, nâng người trở về. Vặn người sang bên trái, thở hết ra. Một lần cuối, hít vào. Uốn cong lưng, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5, đẩy lồng ngực của mình lên nhiều, siết chặt cơ bụng lại. 4, kéo cằm lại một chút để bảo vệ cổ. 3, 2, 1. Rồi, nâng người lên về giữa, hít sâu. Vặn người sang trái, thở ra. Đẩy tay vào đúng giữa ngực của mình, nâng người lên một chút. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ tay xuống. Ta hạ gối, mông chạm gối, chán chạm thảm, về tư thế em bé. Tay xuôi theo thân, ngửa lòng bàn tay, thả lỏng hai vai. Hít thở đều và điều hòa hơi thở, cân bằng năng lượng. Hít sâu và thở chậm. Rồi chúng ta duỗi thẳng hai tay về phía trước, xòe 5 ngón tay. Hai tay mở rộng bằng vai, từ từ nhổ mông lên, chống mũi chân, đẩy mông lên cao về tư thế V ngược. Cố gắng hạ gót chân của mình, đẩy duỗi đỉnh mông lên cao. Nếu ai bị căng kheo chân quá thì chúng ta hơi trùng nhẹ đầu gối một chút cũng được. Giữ và hít thở đều. 4, 3, tay thẳng hàng với tai, mắt nhìn xuống. 2 và 1. Đá chân phải lên cao, hít vào, mắt nhìn về phía trước, úp hai mông cân bằng. Bước chân phải lên cạnh bàn tay phải, thở ra. Vươn hai tay qua đầu, hít vào, chiến binh 1. Hạ gót chân trái phía sau, xoay hai hông cân bằng. Đầu gối phải phía trước thẳng hàng với gót chân. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Hít này. Thở ra, xoay người sang bên trái, hai hông cân bằng, hai tay ra ngang về chiến binh 2. Mắt nhìn ngón tay bên phải, siết nhẹ cơ bụng, cuộn xương cụt, giữ. 4, 3, 2, 1. Rồi hít vào, nâng lồng ngực lên.
Nghiêng người về phía bên trái, hạ tay trái xuống, tay phải áp mang tai, thở hết ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 3. Mỗi lần thở ra chúng ta thả lỏng vùng lườn một chút. 2. Và 1. Hít vào về giữa, nâng lồng ngực lên. Hạ khử tay phải xuống đùi phải, tay trái áp mang tai, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. 3. 2. Và 1. Tay xuống thảm. Hai chân ra sau tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng, hóp bụng này cuộn xương cột của mình, nâng vai lên, siết cơ đùi, mắt nhìn đầu thảm để thẳng hàng với trục của cột sống nào. 3, 2, 1, hạ đầu gối lùi lên một chút. Ngực cằm 8 điểm chạm thảm, thở hết ra. Ngực ở giữa hai bàn tay và khép sát khử tay. 4, 3, 2, 1, giữ nguyên tư thế từ từ. Chống hai mũi chân này, đá chân phải lên cao, giữ ở đây. 3, 2, 1, rồi hạ chân cùng mình xuống, xuôi mũi chân. Hạ ngực xuống, xoay vai, hít vào, lên rắn hổ mang. Thở mở vai ra sau, siết nhẹ cơ bụng, giữ và hít thở đều. Ta tập trung đẩy lồng ngực về phía trước và xuôi vai ra sau nhé. 4, 3, thả lỏng các đốt sống lưng. 2 và 1, chống chân tư thế V ngược, thở hết ra. Giữ và hít thở đều, quáng hạ sâu vai xuống và duỗi đỉnh mông lên cao. 3, 2, 1, chân trái đá về sau lên cao, hít vào, mắt nhìn giữa hai tay, úp mông phải, mông trái của mình xuống. Bước chân trái lên cạnh bàn tay trái, thở ra. Vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao lồng ngực lên về chiến binh 1 ạ. Hạ gót chân phải của mình xuống. Giữ. 5. Úp hai mông cân bằng. 4. Siết chặt cơ bụng, mở lồng ngực. 3. 2. Và 1. Hít vào. Xoay người về chiến binh 2 này, xoay sang bên phải. Xoay hai hông của mình sang phải luôn, hóp bụng cuộn nhẹ xương cụt, mở đầu gối trái sang trái, mắt nhìn bàn tay trái, giữ ở đây. 4, 3, thở đều siết chặt cơ đùi nào. 2, và 1, tiếp tục hít vào. Nghiêng người sang bên phải, hạ tay phải xuống đùi, tay trái áp mang tai, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái của mình. 2, 1, về giữa hít vào, nâng lồng ngực lên. Hạ khử tay trái xuống đùi trái, tay phải áp mang tai nghiêng lườn về bên trái, giữ ở đây. 4, thở đều. 3, thả lỏng toàn bộ lườn phải. 2, và 1, rồi từ từ hai tay xuống thảm. Bước chân trái ra sau tấm ván, hóp bụng cuộn xương cụt, siết cơ đùi. 5, hít thở đều. 4, cố gắng nâng vai lên. 3, 2, và 1, hạ đầu gối lùi một chút, đẩy vai về phía trước, hạ ngực cằm xuống, thở hết ra. Giữ ở đây và hít thở đều, khép sát hai cổ tay. 3, 2, 1, giữ nguyên này, từ từ ta nâng chân trái lên. Úp hai mông cân bằng, siết mũi chân, thẳng gối chân trái. 3, 2, 1, rồi từ từ hạ chân xuống, xuôi mũi chân. Trườn người về phía trước, xoay vai hít vào. Nâng cao lồng ngực lên, thở ra, mở vai ra sau. Vươn cằm lên phía trước một chút, không ngửa cổ ra sau ạ. 4, 3, siết cơ bụng lại, thả lỏng vùng lưng. 2, và 1, rồi chúng ta đẩy mông ra sau. Về tư thế em bé, chán xuống thảm nào, mông chạm gót chân. Nếu ai bị đau lưng thì chúng ta vươn dài tay về phía trước và kéo giãn các đốt sống lưng của mình ra thì sẽ hết đau lưng luôn ạ. Hít thở đều và điều hòa hơi thở.
mời cả lớp chúng ta nằm ngửa. Hai chân chống lên, gót chân gần sát về mông của mình sao cho tay chúng ta nắm được vào gót chân. Hướng mũi chân vào bên trong, xoay phần vai vào bên trong để bảo vệ các đốt sống cổ. Hít vào, mông lên cao, đẩy ngực lên. Thở ra thật chậm, hạ mông xuống, lưng xuống. Tiếp tục, lần hai hít vào, mông lên cao, ngực lên cao. Thở ra thật chậm, hạ lưng xuống, mông xuống. Một lần cuối hít vào, đẩy lưng của mình cao lên, sao cho ngực của mình chạm đến cằm. Giữ và hít thở đều. 5, 4, mông lên nữa nào. 3, 2, 1, rồi giữ nguyên tư thế, từ từ chúng ta hai tay đỡ vào lưng của mình nào, đỡ phía dưới lưng ạ. Rồi 5 ngón tay này, hướng ra bên ngoài, khép cái phần cổ tay vào bên trong ạ. Khép sát hai khử tay. Rồi từ từ hít vào, nâng chân bên trái lên, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, đẩy ngực lên nhiều nào. 2, siết chân. Và 1, rồi từ từ hạ chân xuống, chúng ta đổi bên. Hít vào, nâng chân trái, chân phải lên, đẩy mông lên, thở ra, ngực lên nhiều. 4, siết nhẹ cơ bụng nào. 3, 2, thẳng chân hơn nữa. Và 1, rồi từ từ hạ chân của mình xuống. Đã, thả tay ra từ từ, mông lưng xuống. Hai tay ôm đầu gối. Hít vào, thở ra, cằm chạm gối, mũi chân co hướng về phía đầu. Giữ và hít thở đều. Ai tốt hơn thì tay phải nắm má ngoài của chân trái này, tay trái nắm má ngoài của chân phải này. Ta kéo cái phần chân của mình về sát ngực này. Nếu ai bị đau cổ vai gáy thì chúng ta thả đầu xuống chứ không cần nâng đầu lên. À, nếu ai không có vấn đề gì về cổ vai gáy thì chúng ta nâng đầu lên nhé. 4, 3, hít thở đều đi ạ. 2, và 1, rồi hạ chân xuống. Duỗi thẳng hai chân, hai tay dang ngang. Lúc này hít vào, nâng chân trái lên 90 độ, gập chân trái, tay phải nắm má ngoài chân trái này, thở ra kéo chân sang phải, mắt nhìn qua vai trái, giữ và hít thở đều. 5, mỗi lần thở chúng ta dùng lực của tay phải kéo đầu gối xuống một chút nữa. 4, 3, mềm lườn của mình ra. 2, và 1, rồi hít vào, nâng chân trái lên, thở ra tiếp tục hạ chân xuống. Lúc này chúng ta đổi bên. Hít vào, nâng chân phải lên, gập chân, tay trái nắm má ngoài chân phải, thở ra kéo chân sang trái, mắt nhìn qua vai phải, giữ và hít thở đều. 4, 3, nhấn vai phải xuống nào. 2, bắn thả lỏng vùng lườn của mình, mỗi lần thở ra lại kéo đầu gối xuống. Và 1, rồi hít vào, nâng chân phải lên, thở ra chậm chậm hạ chân xuống. Ra về tư thế xác chết. Cuộn xương cột của mình xuống để cho lưng của mình không võng lên nhiều. Hai chân mở rộng, lòng bàn tay ngửa lên, mắt nhắm lại, thả lỏng tâm trí, thả lỏng cơ thể. Tập trung vào hơi thở và cơ thể của mình. Rũ bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết. Ta quan sát hơi thở qua bụng. Hít vào, phình bụng lên, đẩy căng lồng ngực. Thở ra thật chậm, xẹp ngực xuống, xẹp bụng xuống. Tiếp tục hít vào, chậm chậm thở ra.
Một lần cuối hít vào. Chậm chậm thở hết ra. Rồi lắc hai chân, lắc hai tay. Tay phải qua đầu, chống chân trái lên, nghiêng người sang bên phải. Đã chống tay và từ nghiêng người ngồi dậy. Ngồi trên tư thế bán hoa sen, hai tay ấn định đặt lên đầu gối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và luyện tập cùng Huyền. Nếu có thắc mắc gì về cơ thể thì các bạn có thể comment phía dưới để Huyền lên video tiếp theo nhé. Và đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Huyền.